Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến, Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông, Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công, Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Bây giờ là anh em chúng tôi đã đến tới Lục Yên. Lục Yên thì vùng đất đá quý, cho nên là chúng tôi đang có mặt ở khu chợ đá quý để cùng với anh Long tham quan cái cảnh người ta trao đổi hàng hóa về đá rất nhiều rồi. Tôi thì tôi đi lên đây cũng khá nhiều, nhưng mà anh Long có lẽ là lần đầu tiên đến đây, đúng không anh? Tôi được biết là anh Long ở bên Đức cũng có thời gian là nhập những cái tranh đá quý, nhập từ Việt Nam, không biết là đó là anh nhập ở đâu? Được ở Hàng Ngang. Hàng Ngang, vâng, thì đây là cái điểm này, là cái điểm nơi sản xuất chính thức đây. Lát nữa chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh mà Lê Lê cho chúng ta được thấy nơi người ta sản xuất tranh đá quý và những cái trao đổi trong chợ đá quý như thế nào, quý vị nhé. Đúng là đang giáo giác tìm được xem coi ông em của mình ở đâu. Kính thưa quý vị khán giả, đây là anh Trung. Hiện nay thì anh đang có một cái kênh làm về YouTube nhưng chuyên về đá quý. Đến đây mà gặp thổ địa thì quá mừng rồi. Cho nên là tôi có nói với lại anh Long là đến đây để tìm ông em. Thì đây anh Trung, chào em. Vâng. Sao mà hôm nay là cầu được ưa thấy. Bây giờ là anh Trung sẽ hướng dẫn chúng ta một chút về cái chợ đá quý này và giải thích thêm cho chúng tôi được biết những thông tin mà chúng tôi chưa được biết. Phải không anh Trung? Vâng. Bây giờ mình đi nhá. Vâng, bây giờ em sẽ đưa anh và mọi người đi trải nghiệm một vòng quanh chợ đá quý Yên. Rồi, nhất trí. Tìm hiểu về cái văn hóa đá quý trên này. Rồi, nhất trí, chúng ta cùng đi nào. Anh Long đi nhá. Rồi, mình đi nào. Em mới có chợ đá quý hôm nay là rất đông nha Trung ơi. Bây giờ mình đi thế nào, mình bắt đầu là sao em? Bây giờ mình sẽ đi trải nghiệm một vòng quanh các cái khu vực người ta trưng bày đá quý ở đây. Chợ đá quý Lục Yên thì nó có lịch sử là khoảng tầm 33 năm rồi. Tức là xuất phát từ cái lịch sử của nó, ngày xưa là người dân người ta khai thác đá quý ở trên núi, người ta mang về người ta bày bán khu ngoài bờ hồ kia. Và dần dần thì nó thành một cái khu vực chuyên về nghề đá. Người ta khai thác về, người ta trưng bày và buôn bán các sản phẩm liên quan đến đá quý. Và nó hình thành ra cái nghề. Trước đây cái chợ nó ở ngoài khu vực bờ hồ ấy, sau này nó di chuyển vào đây. Nó xây dựng quy củ hơn một chút. Đối với du khách là người ta vẫn nói là giờ buôn bán đá như là bán rau, mà tôi thấy cái hình thức này nó đúng là như vậy, người ta bán rất là thoải mái, mặc dù là giá trị của đá rất là cao, đúng không ạ? Anh chị có thể nhìn thấy trên một cái bàn đá quý như thế này, một cái ô nhỏ nhỏ người ta trưng bày có một ít đá này thôi, nhưng mà trị giá có những bàn nó lên vài tỷ. Vài tỷ nha quý vị nhá. Vài tỷ một cái bàn chuyện rất bình thường, và có những viên là hàng tiền tỷ luôn. Rồi, vài ba tỷ đều có. Bây giờ chúng ta đi sâu vào một chút nào. Đá quý của Lục Yên ấy, thì nó là một trong những cái loại đá quý, tức là nó là một cái khu vực mà có những cái loại đá quý mà gần như là tốt nhất trên thế giới. Và cái tiếng tăm của chợ Lục Yên này nó cũng rất là nổi tiếng. Thì ở trên Lục Yên này nó phổ biến với một số các loại đá quý, ví dụ như là đá ruby. Anh chị nhìn đây là cái đỏ đỏ này đá ruby này. Đấy, cái xanh này nó là đá sapphire. Xanh này là sapphire. Thì nó có hai kiểu chế tác, những cái viên mà người ta mài tròn như này là gọi là ruby camason. Đấy, và những cái viên nhỏ mà cắt hình khối giác như kiểu kim cương như này ấy, thì nó gọi là cắt phát xét. Thì những cái viên mà nhỏ và cắt cái dạng phát xét như này ấy, nó có cái giá trị cao hơn là cái loại camason. Bởi vì là từ cái viên đá thô ban đầu ấy, khi mà người ta tuyển lựa là những cái viên phải có độ tinh khiết cao, có độ trong suốt và nó ít lỗi dạng lỗi, bởi vì trong những viên đá tự nhiên bao giờ nó có những cái bao thể dạng lỗi tự nhiên của nó. Thế nên là ngay từ quá trình mà tuyển lựa ban đầu thì những cái viên chất lượng rất là cao thì mới cắt được phát xét như thế này. Còn những cái viên dạng lỗi hơn thì người ta sẽ mài camason, thì nó sẽ là kiểu chế tác mà nó che lớp lỗi để và làm cho cái viên đá nổi lên cái vẻ đẹp tối đa của nó có thể. Nhưng ngoài ra mình lại thấy có những cái viên màu xanh lá mạ, màu xanh lá cây và màu xanh blue thì như thế nào? Đây nó là những cái loại đá quý khác. Và đều là những cái màu tự nhiên hết phải không ạ? Vâng, nó có những cái loại này loại khác. Đấy, ví dụ như cái này là aqua này. Aqua, vâng. Màu nước. Vâng. Vâng. Đó là, tức là nếu mà nói về chất lượng nó sẽ đứng sau ruby, sapphire và spinel, đứng dưới nữa. Còn top đầu thì vẫn là ruby, sapphire và spinel. Đấy là những cái loại đá quý top đầu. Tôi muốn mua một cái viên nhỏ này tặng cho người yêu tôi thì là
giá dụ lên cái giá khoảng như vậy bao nhiêu một viên này đây? Tùy thôi ạ. Tùy thôi ạ. Thế thêm vâng. Cân nặng hả chị? Cân lượng hả? Viên này thì 800 ạ. 800.000 nó vào khoảng chừng 35 đô một viên này 800. Tức là khi đây ở đây mình có quyền được trả giá không hả chị? À tức là mình có được quyền trả giá nha quý vị nhá. Vâng. Tức là cái viên đá quý nó sẽ theo cái độ lành, độ lỗi, chất lượng, độ cứng đúng. Và cái màu sắc để quyết định lên cái giá trị của nó. Có những viên chỉ một vài trăm nghìn nhưng cũng có những cái viên đến hàng tiền trăm triệu, tiền tỷ. Chung có đeo một cái nhẫn à, cũng một viên đây. Đây em đeo một chiếc nhẫn là Ruby Camason. Ruby Camason. Vâng. Viên này là bao nhiêu carat, bao nhiêu cân? Viên này là 7,9 carat. 7,9. Vâng. Quá đẹp. Vâng. Chị ơi, cái người mà khách hàng đến đây là tôi được nghe nói là rất nhiều người khách nước ngoài họ về họ giao dịch không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Vâng. Có cả các nơi trên thế giới luôn đấy anh ạ. Một ngày chị bán được một cân không ạ? Không ạ. Không được ạ. À, vâng. Có ngày được bán được, có ngày không ạ? Vâng. Tùy từng hôm. Nhưng mà Việt Nam bây giờ là... rất cảm ơn một vài thông tin của chị nhé. Chị rất là vui vẻ và cảm ơn chị đã cho chúng tôi ngồi để mà nghe thêm thông tin. Dạ vâng, mình đi dạo một vòng xung quanh thêm nhé. Chúc chị bán hàng tốt nhé. Dạ vâng. Chung lại đến một cái gian hàng mới và đây tôi thấy là rất nhiều cái viên đá còn nguyên thủy đúng không ạ? Anh Chung nói đến đi. Lúc đấy là anh chị em mình xem bên kia là những cái viên đá người ta đã chế tác thành một trường có, tức là thành hàng bán thành phẩm, tức là nó sẽ sử dụng để lên các cái mẫu nhẫn trang sức được. Thế thì cái thể đá của nó khi mà nó còn tự nhiên nó sẽ như thế này. Giống đây là đá tự nhiên. Đây là đá thô chưa qua chế tác. Ở trong cái chợ Lục Yên này thì người ta buôn bán tất cả các loại sản phẩm liên quan đá quý từ hàng thô đến hàng bán thành phẩm và những cái hàng thành phẩm trang sức rồi. Thì anh chị có thể nhìn thấy ví dụ như đây là một viên ruby cần thô. Đấy. Tức là khi đào dưới đất lên là nó sẽ như thế này. Vâng. Nó có các cái sa kết bám kèm với viên đá và cái quá trình mà người ta chế tác ấy, thì người ta sẽ phải loại bỏ toàn bộ sa kết và chọn những cái thứ thịt nặng nhất. Những cái này người ta sẽ phải chặt ra, ở trên này người ta lấy búa lấy dao để chặt ra và người ta chọn những cái nẹp lành để người ta mài thành những cái viên đá như thế này. Đấy. Đây, như cái viên này này. Cái viên này là một cái viên đá thô và có cái độ màu sắc và độ tinh khiết nó khá là tương đối. Và cái viên này thì sẽ mài là thành những cái mặt camason sẽ rất là đẹp. Ngoài ra đây là ruby thô. Còn đây là đá spinel thô. Đấy, đây là đá spinel thô. Spinel thô thì nó có độ cứng, spinel nó có độ cứng là 8,5. Nó thấp hơn ruby một tí. Ruby và sapphire có độ cứng là 9. Và cái chất lượng của đá quý nó quyết định đầu tiên là ở cái độ cứng. Tiếp theo ví dụ như cái này nó là tourmaline, nó cũng là đá quý. Nhưng mà độ cứng của nó có 7,5 thôi. Nó lại dòng dưới nữa. Thế còn cái đá đen này là đá gì? Cái này là đá tactite. Cái đá tactite này thì nhiều người thì vẫn gọi nó là đá thiên thạch. Nhưng mà thật ra thì bản chất của nó không phải đá thiên thạch. Nó là hình thành trong cái quá trình mà hình thành ra cái lớp vỏ trái đất ấy, từ thời kỳ nguyên thủy. Và khi những thiên thạch nó ra vào trái đất thì các cái loại vật chất liên quan đến silic là nó bị nóng chảy và nó bay lên không trung cái độ cao hàng trăm km, nó bị hóa rắn ngay lập tức. Và nó rơi về bầu khí quyển thì nó tạo thành các cái vết sần này do quá trình mà nó rơi trở lại cái bầu khí quyển nó bị cháy. Đấy, nên là nhiều người gọi nó là thiên thạch thì nó cũng có phần đúng và nó có phần chưa chính xác. Đây là một viên spinel thô, đấy có những viên rất to. Nhưng những cái viên như này thì không phải là cứ chế tác mà đã thành được những cái hạt như này, mà cái này người ta phải đập ra, lấy những cái nẹp lành. Rồi lấy những thứ lành để người ta cắt. Rất nhiều đá thô. Còn rất nhiều các loại khác nhau. Đấy, cái này là sapphire thô. Sapphire thô. Và đây là đá sapphire thô. Độ cứng nó tương đương với ruby. Sapphire với ruby thì bản chất của nó là cùng một loại đá. Đấy, nó có độ cứng như nhau và chất lượng như nhau. Tuy nhiên thì đối với những cái viên đá nào mà nó có cái hàm lượng muối chrome cao, nó có cái hàm lượng chrome cao trong đá, nó tạo nên cái ánh sáng màu sắc màu đỏ đến đầu màu hồng thì người ta gọi đó là ruby. Và
còn những cái viên nó có các loại tạp chất khác, nó tạo ra các màu khác, ví dụ như màu xanh, màu trắng, màu vàng, thì người ta gọi là sapphire. Đấy, thì nó phải cùng có độ cứng là 9. Do nó cái cấu trúc mạng tinh thể nó giống nhau. Chơi đá quý thì nó có nhiều cái rất là hay, bởi vì nó là của thiên tạo, trời đất tạo ra như thế nào từ thời kỳ nguyên thủy thì đến hiện tại bây giờ là nó vẫn giữ nguyên giá trị tự nhiên. Rồi, rất cảm ơn chị và rất cảm ơn anh Trung đã giải thích cho chúng tôi một số những cái thông tin về đá. Tại vì nhiều người ở hải ngoại chưa bao giờ thấy cái cục đá nó được hình thành như thế nào và người ta chế tác khai thác ra sao, thì đây là cái cơ hội mà chúng ta được nhìn thấy, không ạ? Vâng. Đến với trời đá thì cũng rất nhiều là loại khách khác nhau ở khắp các vùng miền, nhưng mà anh Trung có thể nói một chút về cái những cái mà du khách đến tham quan ở nước ngoài. Vâng. Cái đá quý của Việt Nam mình ấy, nó có cái vị trí rất là quan trọng và nó nổi tiếng trên thế giới. Thế nên là ở chợ đá quý Lục Yên, mặc dù là một cái khu vực gọi là vùng núi, miền núi, hẻo lánh, nhưng mà khách quốc tế đến đây rất là nhiều. Có khách của Pháp, của Ấn Độ, của Trung Quốc, của Sri Lanka. Những cái người khách, người thương buôn, người ta sang bên này, người ta tìm những viên đá quý đẹp theo cái quy chuẩn quốc tế và người ta mang về bên nước của họ để họ buôn bán. Thực tế ở đây, ví dụ như đây là những người khách từ Pháp, như gia đình nhà này thì mới sang đây một thời gian đó. Từ ngày hôm qua hôm kia, tức là họ sang bên này họ chơi trải nghiệm du lịch đầu xuân và họ cũng qua chợ họ lấy hàng luôn. Nhưng mà làm sao họ có thể có một cái người nào đó giống như là hiểu biết để mà hướng dẫn, vấn đề ngôn ngữ cũng là một vấn đề khó khăn. Ở trong chợ đá quý này có rất nhiều người nói tiếng Anh rất tốt anh. Tức là họ sẽ giúp cho những người này giao dịch được. Còn hàng thì sao? Có thể mua được những cái viên đá tốt, đá rẻ, đá quý, có hàng giả không? Có đá giả? Đá giả thì không có, nhưng có những loại đá xử lý. Nhưng mà thật ra trong chợ này thì người ta bán cái hàng nào người ta sẽ báo giá cái hàng đó. Tức là hàng tự nhiên là bán giá kiểu hàng tự nhiên, mà hàng đã qua xử lý thì bán giá kiểu hàng xử lý. Nhưng mà có một cái nơi nào kiểm định và có thể bảo hành để cho biết được cái giá trị thực của cái viên đá đó như thế nào không? Nếu người ta mua với cái giá tiền tỷ như anh nói. Về kiểm định thì ra là ở Yên Bái chưa có trung tâm kiểm định này. Có một trung tâm ở thành phố, bằng Ngọc Yên là chưa có. Thế thì nếu mà để kiểm định đá quý thì một là gửi về thành phố Yên Bái, hai là gửi về Hà Nội. Cái đa số ở đây là mọi người là bán hàng, nếu như khách yêu cầu kiểm định thì sẽ gửi về Hà Nội. Cái tiền chi phí kiểm định nó rất là thấp thôi, nhưng ngược lại là mình phải gửi đi gửi lại, nó mất nhiều thời gian. Đúng rồi, cũng mất rất nhiều thời gian. Như vậy là mua thì cứ mua, nhưng mà khi tới một cái giá trị cao nào đó thì chắc chắn có một cái quy trình để kiểm định giá trị thực sự của viên đá như thế nào. Thì ở đây người ta đã 30 mấy năm rồi, chắc chắn là có một cái cách làm nào đó để cho người ta thỏa đáng trong cái vấn đề mua và bán giao dịch về đá quý, bảo anh. Đấy, chúng ta đang xem là có một người Việt Nam đang giúp cho cái gia đình này để mà nói về đá. Tôi không biết là gia đình này là người gì, tôi thấy họ cũng đang bận rộn. Để mình đang tìm cơ hội từ xem để mình hỏi của họ coi nhá, để họ nói tiếng ngôn ngữ như thế nào. Đấy, gia đình này là đang muốn mua đá và đã dùng một cái điện thoại để mà dịch qua và nói cái giá cả của như thế nào. Họ biết họ cũng đang giao dịch để trực tiếp đây, quý vị xem. Đó. Những người bán hàng ấy là người ta bán cho hàng cho khách nước ngoài nhiều, nên là có rất là nhiều chủ hàng nói tiếng Anh rất là tốt. Nhưng mà cũng có một số người thì không biết thì sử dụng tiếng Anh. You take them. This is the first time for you to come to the market. And họ nói tiếng Anh. Vâng, họ cũng đang giao dịch để mua một viên đá. Thank you.
cây đá nó rất lớn. Đấy, những cái hàng này là hàng thô này chị này. Cái này sau khi cắt chế tác ra thì nó sẽ thành những cái viên đá hàng cắt sẽ giống như ở bên kia đấy. Đấy, số lượng cây nó rất là nhiều. Mà những cái người chủ hàng đây người ta phải gom nhặt nhiều năm mới có được những cái số lượng hàng lớn như này. Bởi vì là thực tế là mà khi khai thác ở trên bãi ấy, là được cái tỷ lệ mà đá quý nó ra rất là ít, được rất là ít. Như là anh là chuyên gia về đá không ạ? Ở đây là toàn những người mua bán đá làm việc giống nhau. Tôi gặp một anh buôn bán đá trên 30 năm rồi và tôi thấy anh đang dùng rất nhiều cái dụng cụ để mà soi coi những cái viên đá. Phải không anh? Đây là viên gì đấy? Đây là viên Sutilen ạ. Màu xanh ạ. À. Vâng. Thật sự là mình là dân ngoại đạo, mình không biết là những cái viên đá giá trị cái đẹp của nó là ở chỗ nào. Như cái này hiện tại là giá của nó chắc tầm khoảng hơn 70 triệu một tí. 70 triệu nha quý vị nhá, khoảng 35.000 đô đấy. Không không phải, xin lỗi, 3.000 đô. 3.000 rưỡi. Như cái này nó 140 triệu thì. À bên này tới là cùng một dòng họ nó đây, nhưng mà cái này nó lỗi thì nó giá nó sẽ kém hơn, nhưng mà như cái to này nó không lỗi thì nó giá cả nó sẽ đắt hơn. À vâng vâng. Nhìn đánh giá được ngay. Đó. Và đây có một cái cân bé bé đúng không ạ? Vâng, cái cân kiểu như để trọng lượng để lên là có thể thấy ngay được. Đó là bao nhiêu? Như đây là 6,33 cm ạ. 6 carat đấy ạ. Và 6 vâng. Hơn 6 carat đấy. Đây có cái bàn này là làm gì anh? À, cái này để bày đá cho nó đẹp đấy ạ. Vâng, cho nó thêm cái phần ấy thôi. Nhưng cái này là 13,32 cm. Dạ. Đấy là nó bé mà nó lại giá trị rất nhiều lần. Vì là nó đòi hỏi độ lành, đòi hỏi độ lành. Và những cái này to lắm mà không lành thì giá nó cũng lại tụt đi. Giá nó khác biệt nhau ở cái vàng như vậy. Mà chất lượng hơn thì là nó khác. Rồi, ở đây thì gian hàng về vật phẩm đúng không? Tâm linh rồi đá phong thủy. Bên này là cái phần trưng bày của cái triển lãm của hội chế tác đá quý đá phong thủy. À vâng. Thì ở trên Lục Yên nó có một cái loại đá rất đặc biệt và độc đáo là như này. Nó gọi là ngọc trong đá anh ạ. Rồi. Ngọc trong đá nó là như nào? Thì anh chị cũng có thể nhìn thấy, ví dụ như cụ thể là một cái tác phẩm như này. Thì trên này nó là các tinh thể đá spinel đỏ tự nhiên. Nó lẫn trong cái đá cẩm thạch trắng. Và khi mà người ta khai thác trên núi xuống nó là những khối đá lớn thì người ta mang về người ta tạo tác để cho nó nổi những cái mắt đá quý này lên. Và nó là một cái sự phân bố tự nhiên, nó không có sự sắp đặt sắp xếp gì cả. À, tự nhiên. Vâng. Và những viên đá đỏ nó dính vào trong cái đá trắng đấy. Đấy, người ta làm thành những cái tác phẩm như thế này. Đó là đá quý trên nền đá cẩm thạch trắng. Đấy, hoặc là những cái tác phẩm như cây tùng này chẳng hạn. Anh chị nhìn đây, cái này nó là ruby này. Đấy, đây là tinh thể của đá ruby. Đây là tinh thể của đá tourmaline. Tức là nó gần kế nhau mà nó vẫn có những cái hai loại đá khác nhau, đúng không em? Đó, đấy, trong tự nhiên nó phân bố như thế. Bởi vì là nó cái quá trình hình thành ấy, nó có các loại tạp chất khác nhau rồi điều kiện áp suất khác nhau thì nó sẽ hình thành ra các loại đặc tính khác nhau, nhưng mà thường nó sẽ phân bổ đan xen lẫn nhau. Rồi. Đó. Ví dụ như cái này là đá tourmaline xanh này. Ừ. Đó. Cái này là rất là đặc biệt bởi vì là không ở đâu có cả. Rồi. Nhưng mà dân trong nghề thì một tác phẩm như vậy khoảng cái giá nào theo em mua giá như là nó thường như giá trị của những tác phẩm ở đây thì nó sẽ từ khoảng tầm vài triệu đến vài chục triệu và vài trăm triệu. Vài trăm triệu nó sẽ là những tác phẩm lớn hơn ở dưới kia. Vài chục triệu đúng không? Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa, luôn mong ngày